nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị khán thính giả đang cùng đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 116. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Long An thực hiện với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thịnh Phú An Giang. Chương trình của chúng ta đang được diễn ra, đang được trực tiếp từ sân khấu Nhà hát Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An trên kênh LA34 và truyền thanh trực tiếp trên tần số 96.9MHz Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Lời nói đầu tiên xin được thay mặt ekip những người thực hiện chương trình tối hôm nay, Xuân Hiếu xin được kính gửi đến quý vị khán thính giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa quý vị khán thính giả, có thể nói rằng trong lòng mỗi người chúng ta, dù đi đâu, về đâu thì dường như hình ảnh quê hương vẫn luôn mãi trong tim. Bởi có lẽ ngay từ lúc sinh ra, chúng ta đã được mẹ truyền cho mình ngọn lửa yêu quê hương thông qua những bài ca dao, những bài dân ca rất là nồng đượm hồn quê. Và rồi tình yêu quê hương như thế cứ lớn dần theo dòng chảy của thời gian, để rồi quê hương luôn lắng đọng trong hồn người chúng ta bằng những hình ảnh rất đổi gần gũi và thân quen. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Và hình ảnh quê hương trong âm nhạc cũng nồng đượm và giàu cảm xúc như thế. Và điều đó đã được minh chứng thông qua rất nhiều những sáng tác của các nhạc sĩ qua nhiều thế hệ đã luôn dành những sự ưu ái về mảng đề tài này. Và nhạc sĩ Thanh Sơn là một trong số đó. Bên cạnh các chủ đề về tình yêu đôi lứa, tình học trò, thì tình yêu quê hương đất nước dường như là một trong những mảng màu rất nổi bật của nhạc sĩ Thanh Sơn. Để rồi giờ đây, dù ông đã về miền quá vãng, nhưng những nhạc phẩm của ông vẫn luôn còn mãi trong lòng những người yêu nhạc. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa nhịp nấm, nơi bao năm xa cách thương nhưng hôm nay lớn dần, lòng buồn về vợ xa xôi, gửi lại kỷ niệm khôn nguôi, sương khói lam ban chiều cha mãi chăn thố còn nằm nỗi, cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, như âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu, lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau, mỗi xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào nắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phường ngày hè, mùa nước lên điên điền trổ bông, bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng, lục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ trao để quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà ba thân mà non, câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn. Còn trường đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Sái đông cho thật trang chén tình đậm.
mà biết lỗi đồng thăm lúa, thương mẹ thương chồng mới nhóm bếp nấu bữa cơm sớm. Mỗi chiều em ra gọi tóc cầu ao, trăng lên chưa kịp có ngàn sao trên trời. Em ngồi hồng tóc hiên tay gió lên mát trời, đêm này mến thương.
được cảm ơn nghệ sĩ Xuân Viên và nghệ sĩ Trọng Tánh cùng phần minh họa của Vũ đoàn Bình Minh vừa đến với chúng ta bài Tân Cổ Hồn Quê, nhạc của Thanh Sơn, lời vọng cổ của Nguyễn Minh Tuấn. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, nhằm để tạo nên sự nét mới cũng như là tính ấn tượng của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm, nên bắt đầu từ chương trình Nghệ sĩ và Tri âm của năm 2017 này, chương trình của chúng tôi đã có thêm những phần để tương tác cùng với khán giả và các nghệ sĩ đồng hành. Cụ thể là chúng tôi có phần bình chọn cho nghệ sĩ mà khán giả yêu thích nhất trong mỗi đêm diễn của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm, và cùng với đó là phần quay số may mắn. Vậy nên trong chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 116 tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được cung cấp đến với quý vị khán giả mã số của các nghệ sĩ sẽ tham gia trong chương trình hôm nay để quý vị tiện bình chọn. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu mã số 01, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long mã số 02, nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh mã số 03, nghệ sĩ Hoài Thanh Đỗ Quyên mã số 04 và nghệ sĩ Kim Phương mã số 05. Yêu thích phần trình diễn của các nghệ sĩ nào thì quý vị hãy nhắn tin về cho chương trình theo cú pháp NSIT, tức là nghệ sĩ yêu thích, khoảng cách, sau đó mã số nghệ sĩ mà quý vị yêu mến, rồi gửi về tổng đài 8383. Và cuối buổi phát sóng của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm hôm nay, chúng tôi sẽ công bố nghệ sĩ nào được yêu thích nhất trong đêm diễn. Còn ngay bây giờ, chúng tôi cũng xin được mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với một trong những phần cũng rất là hấp dẫn, đó chính là phần quay số may mắn dành cho các khán giả đã tham gia bình chọn nghệ sĩ yêu thích của kỳ phát sóng 115 chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần trước. Xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình, và chúng tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật đến từ VNPT Long An sẽ bắt đầu thực hiện phần quay số may mắn. Cùng dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho khán giả có số điện thoại là 0167214894 đã là khán giả may mắn nhận được phần thưởng của chương trình trị giá là 1 triệu đồng trong phần bình chọn nghệ sĩ yêu thích của kỳ 115 chương trình Nghệ sĩ và Tri âm số phát sóng tháng trước. Còn ngay bây giờ, chúng tôi một lần nữa rất mong quý vị khán giả sẽ nhiệt tình tham gia vào phần bình chọn nghệ sĩ với cú pháp mà chúng tôi vừa chia sẻ. Và chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem buổi tối ngày hôm nay, nghệ sĩ nào sẽ là nghệ sĩ được nhiều khán giả bình chọn nhất. Còn ngay bây giờ, trở lại với chương trình, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ đến với bài Tân Cổ Đêm Buồn Phố Thị, nhạc của Ngọc Sơn, lời vọng cổ của tác giả Thế Sáu, với phần ca diễn của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, chúng ta xin chào tất cả quý vị và các chị, là chào đồng đồng và thân yêu nhất. Xin chào quý vị. Alo, quý vị nhớ bình chọn nhà 02 nha. Khi phố nhỏ lên đèn, chiếm dần trong đêm. Trong thương nhớ dưới ánh đèn vàng xó xá càng cây, gió nhẹ lai lai lá vàng rơi khe khẽ qua cỏ buồn heo giữa đêm xuân. Anh bước cô đơn dài trên lối nhỏ, lòng nhớ thương em, ước mơ sao cho chúng mình cùng nhau chung bước giấy mà hôm nay kẻ ở
phương trời cách biệt em để cho phố vắng đêm sâu một mình anh có lẽ lạc lòng bơ vơ giữa phố nhỏ tâm thăm thuở tôi đưa ba mùa là đồ em đi rồi chẳng trở về thăm như chiếc lá rơi vĩnh viễn xa cành để lại cõi cành bâng quâng nỗi nhớ xa có khi nào em nhớ những ngày mình tay nắm tay nhau nụ hôn ngày ấy còn vương để thương để nhớ nặng lòng người yêu thương cha thương mẹ nghèo nàng hy sinh tình yêu trọn câu chữ yêu làm thân lạc loài sống những tháng ngày cơ cực để cha mẹ già được an dưỡng thành thơi ngày xa đi em đứng lặng mất mái đôi môi rơi dòng lệ nghẹn lời không nói được hình ảnh ấy suốt đời anh ghi nhớ cũng tại vì nghèo mà hai đứa phải xa các quý vị. Xin chúc quý vị buổi tối thật hạnh phúc. Quý vị nhớ bình chọn trong lòng số 2 nha, 02 nha. Xin cảm ơn quý vị. Có dạ. Tiền uống cà phê. Dạ, xin được trân trọng cảm ơn sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng như là trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho các nghệ sĩ tham gia trong đêm diễn. Và quý vị khán giả thân mến, không biết là quý vị khán giả chúng ta có để ý thấy một điều không là trong âm nhạc Việt Nam đôi khi có những bài hát chỉ cần nghe qua cái tựa thôi thì đã tạo trong lòng chúng ta một sự háo hức để tìm hiểu. Ví dụ như là nhạc phẩm Về Miền Tây của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Đối với những ai đã được sinh ra và lớn lên ở miền Tây thì chắc có lẽ sẽ hiểu được giá trị riêng của vùng đất này. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng đối với những ai dù chỉ một lần ghé qua khi đi xa cũng sẽ cảm thấy có những sự bồi hồi khó tả về vùng đất này. Bởi không bồi hồi sao được khi đây là vùng đất chín rồng, với những dòng sông quanh năm chở nặng phù sa, với những cánh đồng lúa xanh mướt mát và những vườn cây ăn trái trĩu cành. Thêm vào đó với tính khí của người miền Tây, đôn hậu, hào sảng và chân thành đã là những điều rất riêng để níu cho người đến với miền Tây.
Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng làm một chuyến hành trình về miền Tây với bài Tân Cổ cùng tên qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh. Mời quý vị cùng thưởng thức.
bình dị đơn sơ của những con người luôn thiệt thà chân chất. Miền Tây ơi, tình người nghĩa đất sâu nặng từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ. Những đêm thuyền lướt nhẹ trên sông con sóng nhịp đôi bờ, nghe câu hò giao duyên bên cầu ao bến nước bày đơn tình kéo nhau mở hội qua đăng. Thuyền ai trôi trước cho tôi lướt theo cùng, chiều đã về trời đất mông lung, phải duyên thì xích lại phải duyên thì xích lại đôi thủy chung trọn đời. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh trong bài ca cổ về miền Tây và Xuân Hiếu xin được mời nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu sẽ nắng lại sân khấu ít phút. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta yêu thích giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu thì chắc quý vị cũng biết là trong thời gian qua hơn một năm thì nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu đã được trao tặng danh hiệu là từ nghệ sĩ ưu tú lên là nghệ sĩ nhân dân, và đây là một sự ghi nhận cho tất cả những cống hiến nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu trong suốt những năm qua. Và cũng phải hơn 2 năm thì nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu mới quay trở lại với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm của chúng ta. Không biết là với ngày trở lại này thì cái cảm xúc của anh lúc này là như thế nào? Những cảm xúc ra sao dành cho chương trình cũng như là khán giả của Long An? Dạ, kính thưa tất cả bà con cô bác cùng các bạn các em thân mến. Lời nói đầu tiên thì Trọng Hữu chúc cho tất cả bà con cô bác cùng các bạn các em có mặt trong khán phòng hôm nay cũng như bà con xem truyền hình sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Lần trở lại Long An kỳ này, Trọng Hữu rất là vui và rất là cảm ơn ban tổ chức có mời Trọng Hữu về đây để gặp gỡ, hát, giao lưu cùng quý bà con. Trọng Hữu rất là vui, tức là sau một thời gian cũng khoảng 2 năm, hôm nay Trọng Hữu mới được trở lại gặp bà con ở đây. Nhân dịp thì một năm rồi Trọng Hữu được nhà nước phong nghệ sĩ nhân dân, rất là vui về đây để chào đón bà con mình. Nói chung là rất là phấn khởi. Dạ, sự phấn khởi, hạnh phúc chúng tôi có thể hiểu được là những cảm xúc của anh ngay lúc này, ngay trên sân khấu của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm. Và nhân là một nghệ sĩ nhân dân với tất cả những cống hiến dành cho sân khấu cải lương đã được nhà nước cũng như là khán giả ghi nhận, vậy thì ngày hôm nay anh có những chia sẻ như thế nào, những cách nhìn nhận ra sao về sân khấu cải lương ở thời điểm hiện tại, cũng như là sẽ có những lời động viên như thế nào dành cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng đang trên con đường hoạt động sân khấu cải lương thưa anh? Theo Trọng Hữu thì thời gian gần đây Trọng Hữu thấy rằng cái lớp anh chị em nghệ sĩ trẻ phát triển rất là nhanh,
Mà phải nói một điều rất là công tâm là nhờ rất nhiều ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tổ chức cái chương trình chuông vàng giọng cổ, rồi đặc biệt là những cái tức là mỗi một tháng có một tuồng cải lương mà dành cho các em. Vì vậy mà các em nhanh lên rất là nhanh, bà con biết đến rất là nhanh. Chứ hồi cái thời của Trọng Hữu cũng như của mấy anh chị thì không có được cái điều kiện tốt như thế này. Phải nói rằng là tôi là một nghệ sĩ, tôi cũng rất là chân thành, rất là cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện giữ cho được bản sắc của dân tộc. Dạ, và chúng tôi thiết nghĩ là cũng như Đài Phát thanh Truyền hình Long An với rất là nhiều những chương trình nghệ thuật, trong đó có chương trình nghệ sĩ và tri âm cũng là một nét để góp phần gìn giữ cái nét văn hóa của nghệ thuật sân khấu cải lương được duy trì, và cũng là một sân chơi cho những nghệ sĩ trẻ cũng có cơ hội tham gia, đúng không ạ? Đúng vậy, và cũng như là nhiều năm rồi, hơn 10 năm nay sân khấu cải lương nó rất là bế tắc, rất là khó khăn. Nhưng mà thời gian gần đây đó thì phải nói rằng là cũng như thực tế đêm vừa qua thì Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức cái chương trình chuông vàng giọng cổ mà diễn tại quận 2 của Thành phố Hồ Chí Minh với cái lượng khán giả rất là đông. 7-8 ngàn khán giả. Rồi đêm nay cũng vậy, ở tại đây nghệ sĩ và tri âm thì bà con mình ngồi cũng chật rạp như thế này. Thì đây là một cái điều mà Trọng Hữu là một trong nhiều nghệ sĩ rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những người tổ chức ra những cái chương trình dần trăng cổ nhạc, rồi những cái chương trình nghệ sĩ tri âm như thế này, để cho bà con ái mộ nghệ sĩ, ái mộ cải lương còn có nơi để xem, còn có nơi để đến. Dạ, và chúng ta cũng hoàn toàn tin rằng là với những chương trình rất là đặc sắc như thế này, như là chuông vàng giọng cổ, vần trăng cổ nhạc, hay là nghệ sĩ và tri âm của Đài Phát thanh Truyền hình Long An sẽ được tiếp tục duy trì để thổi hồn giữ lửa cho cải lương, không chỉ là cho các thế hệ nghệ sĩ gạo cội tiếp tục mang lời ca tiếng hát của mình dành tặng cho khán giả, mà còn là cơ hội để cho các nghệ sĩ trẻ được đến với nghề cũng như là mang tiếng hát của mình để phục vụ nhiều hơn cho khán giả. Và kính thưa tất cả quý vị, trước khi mà nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu cùng gửi đến quý vị một món quà tinh thần tiếp theo, thì Xuân Hiếu cũng rất là muốn được trân trọng giới thiệu đến với quý vị một thành phần với rất là nhiều những đóng góp thầm lặng trong mỗi một chương trình nghệ sĩ và tri âm khi phát sóng. Nhưng có lẽ nếu không có các anh thì giọng ca của các nghệ sĩ cũng sẽ khó mà thăng hoa cũng như là đạt nhiều cảm xúc. Đó chính là các thành viên trong ban nhạc của chương trình nghệ sĩ và tri âm. Sau đây Xuân Hiếu xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Thành đàn guitar, nhạc sĩ Xuân Hoàng đàn bầu, nhạc sĩ Dư Tuấn đàn xến và nhạc sĩ Minh Tâm đàn organ. Và đây món quà tinh thần tiếp theo mà nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu sẽ dành tặng cho khán giả đang theo dõi chương trình đêm nay sẽ là bài tân cổ gì ạ, thưa anh? Trọng Hữu sẽ hát bài tân cổ được mang tên là Quê Hương, bài ca rất là gần gũi với mọi người. Bài này thì tân nhạc là bài hát này tân nhạc là của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ từ nhà thơ Đỗ Trung Quân. Nhưng đúng mà rồi. Lời vọng cổ thì của tác giả nào ạ? Lời vọng cổ của tác giả Thanh Thanh Hiền. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng đến với bài tân cổ Quê Hương. Dạ, xin cảm ơn. Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ ơi, lời mẹ năm xưa đã ghi sâu vào trong nỗi nhớ, làm hành trang nâng bước chân con khôn lớn lên. Người dù ở nơi đâu con cũng không quên hình bóng quê nhà. Lúc vào đời chân quen đất mẹ, nắng xóm mưa chiều trên đồng cạn dưới đồng sâu. Ngày đi cây lúa chăn trâu, đêm giả gạo dưới trăng thanh tiếng trời có nhiệt. Gái trai làng cất giọng hò vang, thêm thắm thêm nồng cho đông đầy thương. Quên được những đêm trăng rộn tiếng ca điệu đàn của những người dân Lam Luông. Tôi nhớ mắt ai nhìn dưới hàng hiên siêu đồ, từng cánh hoa cao rụng trắng bên thềm. Sao lớn nổi thành người, dẫu đi xa muôn trùng kiểu dời, nhưng lòng tôi vẫn nhớ quê hương, nhớ kỷ niệm của một thời thơ ấu, nhớ mẹ hiền, nhớ bến sông con đò. Dạ, trọng vũ chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn. Dạ, xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu trong chương trình hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, trong mỗi lần chương trình nghệ sĩ và tri âm của chúng ta được trực tiếp như thế này, thì bên cạnh phần bình chọn nghệ sĩ được yêu thích trong mỗi đêm diễn, chương trình sẽ còn có phần dành cho quý vị khán giả, đó chính là hát cùng nghệ sĩ tri âm. Tức là quý vị khán giả chúng ta sẽ tự quay một video clip, sau đó gửi về cho ban tổ chức chúng tôi theo địa chỉ Phòng Văn nghệ Giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, số 125 quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Video clip này rất là dễ, quý vị chỉ cần là thể hiện một bài vọng cổ nào mà mình yêu thích và gửi về cho chúng tôi để có cơ hội là sẽ nhận được bình chọn từ khán giả. Video clip nào được bình chọn nhiều nhất sẽ được chúng tôi công bố vào số phát sóng tiếp theo của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm, và chủ nhân của video clip ấy sẽ nhận được phần thưởng là 2 triệu đồng, cũng như quý khán giả bình chọn may mắn sẽ nhận được giải thưởng là 1 triệu đồng. Và ở kỳ phát sóng chương trình Nghệ sĩ và Tri âm số 115 kỳ trước thì chúng tôi cũng đã phát sóng 3 video clip, và chúng tôi ngay bây giờ cũng xin được công bố video clip đã nhận được nhiều bình chọn nhất của khán giả, đó chính là
video clip của khán giả Thanh Sang với bài ca Tuyết Lạnh. Video clip này mang mã số 03. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho Thanh Sang với video clip được bình chọn nhiều nhất. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần quay số may mắn để lựa chọn ra một khán giả may mắn nhất trong số những khán giả đã tham gia bình chọn cho video clip được yêu thích nhất. Chúng tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật đến từ VNPT Long An. Vâng, thưa quý vị, khán giả may mắn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình với số tiền là 1 triệu đồng là khán giả có số điện thoại 0911-677-465. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ liên hệ với vị khán giả sở hữu số điện thoại trên để trao tặng phần thưởng là 1 triệu đồng. Còn ngay bây giờ, chúng tôi xin được giới thiệu đến với quý vị khán giả 3 video clip tham gia đề cử trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là video clip mang mã số 01, bài ca Người Điên Yêu Trăng, tác giả Viễn Châu, trình bày Trần Văn Hoàng. Video clip đề cử với mã số 02 đó là bài ca Mùa Hoa Đào của tác giả Việt Sơn, trình bày Đặng Công Danh. Em ơi, tôi không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử muốn đó đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Bây giờ sẽ là video clip thứ 3 với mã số bình chọn là 03, bài ca Mình Ơi của tác giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, trình bày Trần Thị Yến Như. Nhớ thời chia tay ân lời xa xa, nhỏ mang gói hành trang khuất vàng giữa đêm mùa.
1, 2 và 3. Và chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị từ nãy đến giờ. Còn bây giờ tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin được mời quý vị sẽ đến với bài ca Dòng sông Hò Hẹn của tác giả Việt Sơn, với phần thể hiện của hai giọng ca Thanh Cường và Diễm Kiều. Mời quý vị cùng lắng nghe. Rời bỏ cung son tìm đến chốn làng quê thanh vắng, vui với ruộng nương sông canh thanh bình. Nụ cười rạng rỡ.
Cảm ơn giọng ca của đôi nghệ sĩ Thanh Cường và Diễm Kiều. Kính thưa quý vị khán thính giả, trong một lần chia sẻ về quá trình sáng tác của mình thì nghệ sĩ Tô Thanh Tùng đã từng tâm sự rằng những bài hát của ông dù có buồn, có mất mát hay có đau thương nhưng dường như câu kết không bao giờ là quá bi lụy. Bởi vì ông quan niệm rằng tình yêu cũng giống như là chén trà, qua vị đắng, qua vị chát thì vẫn sẽ giữ lại vị ngọt hậu của nó. Giống như bài hát có tựa đề là Giả Từ, nhưng câu kết thúc của bài hát này thì lại là người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Hay với bài hát có nhan đề là Tiễn Biệt thì câu kết thúc lại là chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đông đầy trong tay.
Và đây, đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 116 tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh mời tất cả quý vị thưởng thức lại bài Tân Cổ với tựa đề Tiễn Biệt, nhạc của Tô Thanh Tùng, lời vọng cổ của tác giả Đỗ Quyên Kim Lan, với sự thể hiện của đôi vợ chồng nghệ sĩ mà đã lâu rồi họ không đến cùng với Nghệ sĩ và Tri âm. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón sự thể hiện của đôi vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên. Đâu phải một lần xa là trọn kiếp chẳng tàu buồn mang anh đi ra dùng.
xa nhau. Đêm đêm em chắp tay cầu chúc anh nơi đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đông đầy trong tay. Đêm đêm em chắp tay cầu chúc anh nơi đó có nhiều tương đông đầy trong sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên cùng phần minh họa của Vũ đoàn Bình Minh trong tiết mục vừa rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, đã từ lâu đối với người Việt Nam ta nói chung và người dân ở miền Tây nói riêng, dường như đờn ca tài tử, cải lương luôn là những loại hình văn hóa nghệ thuật rất đặc sắc, là món ăn tinh thần không thể nào thiếu được trong đời sống của người dân đất phương Nam. Và riêng nói về loại hình sân khấu cải lương thì có cải lương tuồng cổ hay là cải lương xã hội. Dù khác nhau về trang phục, khác nhau về hình thức biểu diễn, nhưng ở những tác phẩm cải lương như thế này đều luôn hướng con người đến những giá trị của sự chân, thiện mỹ, lên án cái xấu và công lý lẽ phải luôn luôn đúng. Ngay bây giờ, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ đến với trích đoạn cải lương Kiều Nguyệt Nga, nguyên tác của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, chuyển thể của tác giả Nguyễn Ngọc Cung, với sự thể hiện của các nghệ ssĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Kim Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
Đèn hết dầu tắt ngỗm tối ôm. Sao không vào trong ngơi nghỉ đi con? Mẹ, sao mẹ chưa đi nghỉ đi hả mẹ? Làm sao mà mẹ ngủ được? Nằm nghe tiếng quay tơ khuy lơ khuy lắc của con. Mẹ xót xa cho cảnh đơn côi của con. Hơn nữa, hồi chạng vạng, mẹ nghe có tiếng người reo ngựa hí sau núi. Lòng thấp thỏm nằm không yên con à. Mẹ, tình mẹ đã chở che cho con vui sống. Mẹ phải ăn ngon, mẹ phải ngủ yên thì con mới yên lòng. Hơi sức đâu mà mẹ lo cho chuyện ở ngoài kia. Cứ để mặc cho thiên hạ, mẹ con mình sống hạnh phúc có nhau. Như vậy có phải hơn không hả mẹ? Chính vì vậy mẹ mới lo mới sợ. Vì giữa rừng hoang núi vắng, làm gì có tiếng ngựa hí người reo. Nếu không phải quân của triều đình đi lùng sục bắt cướp, thì cũng là bọn cường săn nó đuổi hổ rượt treo. Ủa mẹ, khiến cho chú Phiên làm khó dễ vua ta, mới sanh ra chuyện căn qua ngoài biên ải. Hay do họ Bùi bất nghĩa điềm chi tận đây cho quan quân đến đệ? Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã thương, đừng hỏi nhớ về con, hồi ơn lòng. Chạy nghe con. Không được đâu mẹ ơi, con không thể nào bỏ mẹ ở đây một mình. Mẹ già rồi, hơn nữa nhà mình cũng chẳng có chi đáng giá. Con còn trẻ lại có nhan sắc. Con nhớ lời mẹ dặn, lấy đồ tang chế mặc vào. Bọn chúng thấy đàn bà tan khó như vậy, nó cũng không dồn ngõ tới. Mẹ, nghe lời mẹ, mẹ à. Đi đi con, mẹ. Đi đi. Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Ai? Ai mà gọi cửa nửa đêm nửa hôm vậy? Dạ thưa, tôi là kẻ lạc bước lỡ đường, xin gia chủ thương tình cho xin nhờ chén nước. Xin lỗi, nhà có nữ giới, không tiện mở cửa cho nam nhân. Phiền quan khách á, hãy vào sâu trong núi mà tìm nơi trọ đỡ. Dạ khoan, tôi là tướng triều đình dẹp giặc Ô Qua, lỡ lạc bước xa chân, xin chỉ dùng nẻo ra quan ải. Nói vậy người đi dẹp giặc Ô Qua đó à? Vâng. Mời vào. Dạ xin mời vào. Dạ ngài đây là? Dạ thưa lão mẫu, như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình phiên đại soái, đại viên quan phục mang triều đình, xua quân chấp lòng trừ giặc Ô Qua, đem lại thư dân một cuộc sống an hòa. Vừa đến biên vị nay đại của giặc, trong đánh chiến vua kịch chiến lỡ đất lòng trời, hướng minh quy vũ ngang dọc dễ dùng, địch quân hốt hoảng mới đông quả mù giải dày. Ngờ chúng lại xua tạc quân phục hướng hùng hốt đột, tràn lên đè bẹp đánh mộ trận kinh hồn.
giặc tận xế chiều. Thầy phơi đầy đồng máu chảy thành sông, trong dục thiên công giặc người ta đuổi. Hoàng hôn chật vật hỗn độn và dài dài. Quốc Trạng quá tài đánh một trận sông nhai, rồng mây cá nước dễ dùng cho tội chiến nam nhi. Nhưng lẽ nào Quốc Trạng lại buông tha cho tên hỗn độn? Một chiếc đuổi theo, một ba bước không rời, đâm nhập xuống ngựa rồi chặt phân lấy đầu. Lên trời mình dặn thấy núi đà hoài hoài bông ba, người mỏi ngựa mệt giữa rừng lạc bước, đằng sau không mọc trước mặt, sau lưng toàn là một màu đen tối, đành phải đợi chờ đến đằng sáng hôm sau. Bỗng thấy xa xa ẩn hiện một bánh đèn, khi tỏ khi mờ thấp thoáng giữa rừng đêm. Về đâu tận chốn sơn cùng, thì ra nhờ ánh đèn của kẻ thức làm khuya. Dân, nhờ ánh đèn dệt khuya le lét mà bốn chức này đây mới... Ý chết, nãy giờ mãi lo nói chuyện mà quên. Dạ xin mời Quốc Trạng ngồi. Đa tạ lão mẫu. Dạ thưa lão mẫu, chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mẫu gì thưa lão mẫu? Dạ đó là thằng rể của già. Nó chết đã 3-4 năm nay rồi. Rễ à? Thôi, để già vào đun nước mời quan. Dạ thưa lão mẫu, Nếu như bổn chức không lầm thì người trong bức họa này là... Người là ai? Người là ai mà sao dung quang lại giống ta như tạc? Ta với người có quen biết nhau chăng? Người đang giống cây, còn ta rễ lắm cành. Đánh ai đó mà thần quy lắm lắm. Giang điều này khiến ta nhớ lại trận đánh bọn Lục Lâm. Trận đánh bọn Lục Lâm. Trận chiến Hạ Phong Lai, hóa tăng lũ cướp tại Sương Đài. Nét đăng thanh qua cam hào hùng, qua truyền thần sông đồng quay ghi. Dân làng ư? Không. Hay đây là mục đích của người mà bấy lâu nay ta hằng chờ mong tha thiết. Một buổi chiều hạnh mộ giữa điêu linh, Nguyệt Nga chăm không? Vì Nguyệt Nga đã công sắp viên tao lĩnh của triều đình. Nguyệt Nga ơi, ta để cho cảnh qua gió. Oh,
nha. Nguyệt ơi, dẫu cho phiên quốc của bông trùng xa thẳm, ta cũng quyết đập bằng sông núi để tìm lại nàng cho thỏa giả như mong. Nhưng ai, ai đã chứng kiến việc riêng của ta giữa rừng quăng núi thẳm mà ghi lại nơi đây một chiến tích đầy đủ cơ bằng? Ai là ai? 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 Già đây mà, gia chủ đây mà. Dạ, dạ mời quốc trạng. Đa tạ lão mẫu. Ân hậu này chẳng những bổn chức riêng mang, mà cả triều đình phải có trọng trách đáp đền ân nghĩa đó. Bổn phận con dân thời loạn, nào dám mong ân nghĩa của vua ban. Xin quốc trạng hãy nghỉ ngơi, để già dọn giường cho quốc trạng nghỉ ngơi chờ sáng. À, dạ không, thưa lão mẫu, giáp trụ trong người, xin lão mẫu cho bổn chức được ngồi đây, ngồi cạnh bàn thờ ông anh đây để dưỡng thần dài khắc là được rồi. Dạ xin mời quốc trạng. Đa tạ lão mẫu. Dạ thưa lão mẫu, cho bổn chức được hỏi, chẳng hay anh trong nhà được bao nhiêu niên kỷ, vì sao lại liệt trần, và vợ con còn mất ra sao vậy thưa lão mẫu? Quốc trạng muốn hỏi tới thằng rể của già. Vâng. Ôi câu chuyện của nó rất đổi thương tâm, chưa kịp hiển dinh nước trôi sự nghiệp công danh qua tàn, thương cho nó chưa tròn đôi lứa, thương chỗ đèn sách lòng thi, thương công khổ cực đi thi, thương lòng ngại giả thẳng chẳng biết chi, nên bạn bè nó ám hại mà chẳng có hề chi. Phải chăng anh ấy có dạo đuôi mù? Dạ chuyện này hỏi là vợ nó ắt là tường tri. Sao? Có cả vợ anh ấy ở đây nữa à? Dạ bẩm quốc trạng, vì đêm hôm khuya khoắt chưa rõ nghe gian nên già mới giấu con, xin quốc trạng tha tội. Lão mẫu, xin lão mẫu hãy đứng lên, sợ là phải thôi, vì giữa rừng quan núi thẳm chưa rõ nghe gian ai mà lại không sợ. Dạ. Thưa lão mẫu, xin phép lão mẫu có thể cho bổn chức được chào ra mắt người chị trong nhà có được không thưa lão mẫu? Dạ được, dạ được. Con à con, ra đây con. Ra đây. Con hãy lại mừng quốc trạng đi con. Đi đi. Dạ, con dân nhà Bần xin lại mừng quốc trạng. Xin chị hãy đứng lên, bổn chức tuy mang chức trọng của triều đình, nhưng cũng xuất thân từ thốt ổ Bần Hà Nhi. À, kìa. Trời ơi, con có sao không con? Thấy chưa, mẹ đã nói rồi. Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt thì sức nào mà chịu nổi. Dạ bẩm quốc trạng, con gái của thần vì quá nhớ thương người chồng quá cố lại cắm đầu cắm cổ vào việc sinh nhai, cho nên nó. Con ơi con thấy con đỡ chưa con? Dạ con đỡ rồi mẹ. Dạ thưa lão mẫu, lão mẫu có thể cho bổn chức được chào ra mắt người chị trong nhà và hỏi vài lời về người anh quá cố trong nhà có được không thưa lão mẫu? Dạ được. Con à, hãy lễ phép khi người hỏi, để mẹ vào trong cho ngựa của ngài dài bụng thóc nghe con. Những lời thổ thiện không làm dẫn được tấm lòng trinh, xin người quá bủa thương tình mà bỏ lỗi. Nghe lão mẫu nói anh trong nhà thọ nạn dòng thân, nếu bấm nút tay tin đã qua
rồi thì phải. Dạ, điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai. Chồng tôi đi đi giữa đường họ đang ngắm thi thể đành chôn dù nơi đất lạ quê xa, nay đã rẽ bày vườn loan. Ôi những lời đón thể chỉ non xanh nước biết mình thề. Quả cảm hào chắc cũng đang mơ phút tường. Ôi đó kêu thai chồng đang nóng lòng gặp vợ, vợ muốn nhìn chồng mà chẳng hở môi. Dám hỏi chị anh trong nhà tên gọi là chi? Dạ chồng tôi hở lông. Hở lông tên là Dân Tiên. Dân Tiên, phải rồi, đúng rồi, Lục Dân Tiên. Trên đường Hiền Lý gặp nạn tai, chàng đã ra tay giết Phong Lai. Dân thơ nghĩa sẽ duyên nợ, hoặc lụa làm tinh chẳng môi mày. Tiên tu bách tuế dình duyên hài, công hoại danh thành rạng chỉ cay. Non xanh chân chiếu tình kiếm cài, nước biếp mình đến rồi lễ nhanh nhanh chớp và sao
còn trợ lực nào ngăn cách nổi đôi ta. Nhân tiên hỡi, dù sống hay chết, chàng nhân là chồng của Nguyễn Nga. Ba năm sắc tinh một già, ba năm mà gái quá đầu trời. Xin thơ bất quá một đời mà thôi. Vừa đến với phần biểu diễn của các nghệ sĩ trong trích đoạn Kiều Nguyệt Nga và Xuân Hiếu, xin được mời các nghệ sĩ sẽ nán lại sân khấu. Và giờ đây chúng tôi xin được công bố nghệ sĩ được yêu thích nhất trong đêm diễn của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 116 tới ngày hôm nay. Đó chính là nghệ sĩ có mã số bình chọn là 02, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin được chúc mừng anh. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ lên sân khấu để trao hoa và kỷ niệm chương chúc mừng đến nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Để chúng ta cùng chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Danh. Và thưa tất cả quý vị, đến đây thì chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 116 xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thịnh Phú An Giang đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.